Ly kính chào quý vị, mời quý vị nghe một bài viết của Ly thấy ở trên Huế ngày mới.com nhé quý vị. Vụ bị đao trộm mô mả ở Thủy Bằng, sự biến mất của cuốn gia phả trước ngày oan nghiệt, mời quý vị nghe nhé. Liên quan đến vụ việc hai ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Viết Chính, trú tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị phía Đan Viện Thiên An do nguyên linh mục bề trên giám quản Nguyễn Huyền Đức chỉ đạo đào phá, đã xuất hiện thêm tình tiết mới khẳng định sự vô pháp vô thiên của những người này. Cuốn gia phả đã không cánh mà bay trước ngày mồ mả tổ tiên bị xâm hại. Qua trao đổi, cả hai ông Nguyễn Viết Cụ và ông Nguyễn Viết Chính là thân nhân của người đã khuất cho biết trước này hai ngôi mộ bị phá. Năm 2015 đã có một số tu sĩ Đan Viện Thiên An đến hỏi về tên tuổi của những người trong gia tộc các đời trước. Ông Nguyễn Viết Cụ kể lại, lúc đó ông đi vắng ít hôm thì có các ông tu sĩ Vọng Võ Văn Giáo, tục gọi là Giáo Ốm, ông Nguyễn Văn Giáo, Giáo Mập, Cao Đức Lợi, vân vân, băng qua hàng rào sang nhà gặp vợ ông là bà Bé đã mất năm 2008. Hỏi về tên tuổi của ông bà, chú bác, anh chị em của ông, nhưng được bà Bé cho biết bà chỉ là con dâu lo phận bếp núc trong gia đình. Những chuyện của gia tộc bà không rõ. Có gì các thầy đợi chồng tôi, tức là ông cụ ấy, về mà hỏi cho rõ. Sau đó, các tu sĩ này đã ra về, vài ngày hôm sau xảy ra vụ việc đào mộ ở trên. Theo lời, cái chuyện này với cái người công giáo họ làm rất là bình thường quý vị. Chẳng hạn như vua Gia Long thì đào mộ thân tộc của vua Quang Trung lên á, hay là Ngô Đình Khả là đào mả cụ Phan Đình Phùng lấy cốt đốt thành tro đó quý vị. Theo lời ông Nguyễn Viết Chính kể lại, khi được người chị dâu kể lại chuyến thăm kỳ lạ của các tu sĩ Đan Viện Thiên An, ông liền nghi ngờ nên đã tức tốc đến nhà thờ của gia tộc cách đó không xa để kiểm tra, thì phát hiện cuốn sổ gia phả đã biến mất. Nhà thờ này mới được xây dựng cơ bản, chưa có cửa, bà con trong họ tộc chỉ dùng phên tre, vải bạt che tạm. Vì nghĩ đây là nơi thờ tự thì không ai dám đến làm điều bậy bạ. Phía gia đình ông cụ cho biết thêm, vị trí nhà thờ họ Nguyễn Viết nằm không xa Đan Viện Thiên An và có thể dễ dàng băng qua rừng thông để đến, kết hợp với việc đột nhiên các tu sĩ tò mò hỏi chuyện mà ít người trong dòng họ biết khiến không muốn cũng phải nghi ngờ. Ông Nguyễn Viết Chính cung cấp thêm chi tiết lạ, đó là khi đến gặp bà Bé, tu sĩ Đan Viện Thiên An là ông Cao Đức Lợi có hỏi chuyện ông Chính có phải có hai tên. Ngoài tên chính thường gọi thì còn có tên khác là Tam đúng không? Ông Chính khẳng định tên Tam của ông chỉ có ít người trong gia đình ông biết và được ghi trong gia phả. Cả thôn xóm từ trước đến nay ai cũng gọi tên chính. Vậy tại sao các tu sĩ Đan Viện Thiên An lại biết tên kia của ông, của tôi? Chỉ có ông Cao Đức Lợi và những người kia lấy cắp và đọc gia phả mới biết thôi. Nhà thờ họ Nguyễn Viết mới được xây dựng cơ bản và nằm rất gần Đan Viện Thiên An. Theo nhận định của nhiều người, chính các tu sĩ Đan Viện Thiên An trực tiếp là do ông Nguyễn Huyền Đức, nguyên linh mục bề trên giám quản chỉ đạo, đã cố tình lấy cắp cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn Viết để nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc các ngôi mộ được chôn trong rừng thông cạnh vườn trồng sắn cây nhàu của Đan Viện trước khi ra tay đào phá thủ tiêu hài cốt người đã khuất. Khi đã giải quyết xong các mộ phần thì sẽ dễ dàng hơn trong việc nống lấn trái phép đất của nhà nước.
Phía gia đình ông Củ cho biết, tại khu vực trên thuộc đất rừng của lâm trường Tiền Phong, gia đình ông có 3 ngôi mộ được di dời từ làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, đến chôn từ năm 1962. Thế nhưng đến năm 2015, phía Đan Viện Thiên An đã tự ý đào bới 2 ngôi mộ, trong đó có một người bác ruột đem chôn cất ở đâu hiện không rõ. Khi sự việc xảy ra, phía gia đình đã yêu cầu Đan Viện Thiên An trả lại hài cốt người thân nhưng bị từ chối, trong khi đã có nhân chứng là người địa phương phát hiện, chứng kiến và thông báo cho gia đình cùng chính quyền biết. Nhiều người dân kể lại, trước đây khi còn tu tập tại Đan Viện Thiên An, giữa ông Nguyễn Huyền Đức và gia đình ông Nguyễn Viết Củ cũng như với bà con nhân dân rất thân thiết gắn bó. Thế nhưng từ sau khi đi nước ngoài về, được lên làm linh mục bề trên giám quản năm 2014, thì ông này đã có nhiều hành vi phản bội lại tình cảm trước đây, nhất là với gia đình ông Nguyễn Viết Củ. Đó là bài viết của tác giả Tâm An. Quý vị, Ly thì không có ý kiến về bài này. Ly chỉ muốn cung cấp thêm cho quý vị những cái thông tin về cái đan viện này thôi, rồi để chúng ta mỗi người tự nhận định. Ly kính chào quý vị ạ.